Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị, mình ở trên Chân Nuôi Bến Tre ha. Hôm nay em đến xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri. Đi hình cho anh này con bò siêu chữa nè, với cặp cái kem tơ cho chú anh chị. Cái kem nó tầm 7 tháng tuổi ha. Đó, thì cô chú anh chị hay theo dõi, ưng ý mua liên hệ em số điện thoại để trong hình nha. Giờ mà cô chú anh chị xem, thấy ưng ý mua liên hệ em nhớ đăng ký kênh. Theo kênh em phát sóng lúc 12 trưa 7 giờ tối nha cô chú anh chị. Trên Chân Nuôi Bến Tre chú anh chị. Rồi nhớ đăng ký, nhấn nút like rồi nhấn chuông để theo dõi những clip mới nhất từ kênh Chân Nuôi Bến Tre hết chú chị. Rồi mời cô chú xem lại nội dung ha, giá cả báo công khai đây luôn, cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Đây, trước mặt chúng ta là ba con bò, một con bò siêu chữa chú chị, siêu đỏ ha, chữa. Hai con cái kem lứa, coi hai con này tầm 7 tháng tuổi, cái kem này là mẫu mã lên mẫu nuôi nha. Bò nền sinh sản là bò kem ha, F1 hết chú anh chị. Đó, chân cẳng là ba con này hoàn thiện, không bú ép xe gì hết. Chân trước ha, đứng thẳng móng sò. Xương to nha chú anh chị. Chân sau nè, đứng thẳng lẳng luôn, cầm đứng thẳng móng sò ha. Cặp mình hay không? Đù đẳng đùi to chú anh chị. Đó, lúng nè. Im lòng thọng luôn ha. Cái kem. Đi vú đây ha. Đó. Mẫu mã cô chú chị khỏi chơi luôn. Con này nãy em có đo là chiều cao là cao 1m16 ha cô chú anh chị. Phân tích nghiêm chỉnh hết luôn. Đầu trụ nha. Mặt mày hay ha chú anh chị. F1, sải lưng hoàn thiện ha. Đây. Đó, cặp mình này là cho gặp lưng em đẹp không? Con kem này. Con này nãy đo được là 1m13, 12. Đó. Cũng tầm 6,5. Con này là 7 tháng ha. Đúng yếm nè, chân cẳng hoàn thiện hết đúng rồi. Rồi. Vú của tôi thấy không? Chân nè. Xương to ha. Móng sọ ha cô chú anh chị. Đây. Đúng yếm bài bản luôn. Con này mặt hay đầu không sái, sái lưng nghiêm chỉnh chú anh chị. Đây sái lưng đây, nó đập lưng nóng hay không đó, rúng ém hen lòng thòng hen chú anh chị. Thì anh chủ nhà bán giá cặp cái kem này giá 435 giá chốt nha chú anh chị, 43.500 giá chốt qua to này chú thấy không. Lưng đít da cặp mình hay hen chú anh chị, da ngọc nhuyễn da mỏng này ha. Đây đất nè, sát thân ha, cặp lưng đó cô chú vậy thấy không. Cặp này giá là 43.500, cực kỳ đẹp ha, bò đẹp phải không chú anh chị thấy không. Rồi tới con bò siêu đỏ ha chú anh chị, siêu đỏ là chữa, đang ôm chữa lứa thứ ba cô chú anh chị. Chiều cao đo được 1m37. Con này thùng lớn dài đòn ha. Siêu đỏ. Đây mặt mày sái nè. Sái trắng này nghiêm chỉnh ha. Sái lưng cô chú chị thấy không? Hoàn thiện ha, cặp mình đó là dữ dằn cô chú chị. Con này anh chủ nhà nó là chữa 3 tháng 15 ngày nè. Bao khám bao loại ha, bò có đẻ rồi nên nó bao loại cô chú chị trong vòng 3 tháng ha. Đó. Đứng sau nè, thấy không, móng sò đứng thẳng lẳng ha. Đây đang làm chữa lưới thứ ba chú chị, lúng hơi cạn ha chú chị. Này con siêu đỏ này anh chú nhạc bán giá là 44.500 ha. Đó 44.500 giá cũng là giá chốt luôn chú chị, không còn thương lượng ha. Cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em, số điện thoại để trong hình. Tái tích ngon bò cái siêu là hoàn thiện nghiêm chỉnh, chân cẳng luôn không có bú xe gì hết ha, thùng lớn nha. Đó giờ cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Hai con cặp trái kem với một con siêu đỏ chữa ha, 3 tháng 15 ngày. Con này anh chủ nhà nó gieo tinh 3B nha, bò hoàn thiện, bò có đẻ lợn nên bao lợn lúa cho cô chú anh chị trong vòng 3 tháng ha. Nếu có sự cố gì thì điện cho em, nhận bò về hoàn đủ tiền lại cô chú chị ha. Đây
da mỏng không nè, rồng nhuyễn nhừ hơn cô chú anh chị thấy không, đít nó thắt thằng hè, đây đít nè dữ dằn luôn hơn chú anh chị. Trong lưng của nó là cặp mình cặp lưng của nó là dữ dằn không cô chú anh chị thấy không. Giữ hen thùng lớn chú chạy cao 1m37 hen siêu đỏ đó, thì cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em số điện thoại để ưng hình hen, siêu giữ hen chú chị, dòng siêu giờ cũng gọi là hiếm hơi hiếm hen đó, mua liên hệ cho em số điện thoại để ưng hình, con này hình đó cực kỳ lực luôn à, cái đít nữa nè thấy không, thì bò này thành bao khám hen, bao lòi cho cô chú chị trong vòng 3 tháng ngoài ha, quay con còn kem đây, cái kem lứa tầm 6 tháng rưỡi, con 6 tháng rưỡi con 7 tháng nè đó, yếm là sùng sình thấy không, chân cẳng đứng thẳng rặn hết, giá là 43.500.000 cặp cái kem này giá chốt ha, còn con siêu là 44.500.000 đây chiều hàng con khoan con kem đất gực chứ không chú anh chị đó, cô chú anh chị thấy mua liên hệ em số điện thoại để màn hình ha, thì chiều cao em cũng gửi rồi ha, con ngày cao 1m16, con kia cao 1m12, 1m13, con siêu này cao 1m37 ha chú anh chị, một siêu mà tàn lớn nha, thả dài đòn bự thùng bự ha, có một cái là hơi lúng hơi cạn hơi thiếu lúng chí cô chú anh chị thấy không, đây cặp kem nè cực kỳ gật không chú anh chị, cặp kem lỏ 6-7 tháng này mua về nuôi làm bò nền sinh sản là cực kỳ ngon luôn, thấy con này em dữ dằn luôn, rồi đóng cái mình rồi lúng yếm bài bản hết, hai con kem cái mẫu nuôi nha, lúng yếm dữ dằn luôn nó được mình lắc độc ha, mình nhìn là ghen đây ha chú chị, đó cô chú chị thấy mua liên hệ cho em nhanh tay nhấc máy gọi cho ngay ha, kéo lỡ chú chị nó cặp cái này mua về nuôi, cặp cái kem tháp mua về nuôi sinh sản là cực kỳ tốt, nó chê trong nào chúng chị không đẹp hoàn thiện toàn diện hết nè, kem pháp ha, quay lại siêu đỏ nè, siêu đỏ là cái lưng nó xong lưng nó thắt thằng luôn, thùng lớn luôn chúng chị thấy không, lưng đó nè giá là 44.500.000 đó cực kỳ ha, làm chữa lớn thứ ba của chú anh chị đó. Bây giờ em muốn xin kết thúc video tại đây, mong cô chú chị xem thấy ưng ý mua liên hệ nhanh tay nhấc máy gọi cho em ha, số độ để màn hình kênh em này phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối đó, mày nhớ xem đăng ký kênh theo dõi, nhấn chuông theo dõi những clip mới nhất về kênh chăn nuôi bò Bến Tre, theo dõi những giá cả mẫu bò ha, cập nhật hàng ngày, cô chú chị thấy ưng ý mua nuôi sinh sản thì làm bò nên thì liên hệ em ha, à đít là thắt thằng không mỗi siêu nè, siêu đỏ chỗ đít thắt thằng ha, cặp lưng của nó là dữ dằn nè thấy không đó, bây giờ em xin kết thúc video tại đây ha, hẹn lại cô chú anh chị ở clip sau.